Rồi nhà vườn thân mời mình ghé tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị phôi mới về nhà mình nha, phôi thiên nhiên. Cây này cụm quá vip nhà mình nha. Rất là già luôn. Liền cốt. Cây này có mã số là 581. Có số đo tổng hoành gốc là 138, cao là 85. Cây đang nằm bộ đất nuôi là 65 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 3.300k bao ship. Phôi mới về. Phôm cây quá vip nha mình nha. Cây có đính một viên đá này, đính cứng luôn nha. Này, liền cốt hết, cây rất là già nha mình. Này. Giờ đi săn ba cái hàng này rất là hiếm nha mình nha. Này. Cụm này rất là già luôn. Này. Kim cương đen. Rồi mã số 581, 3.300k bao ship. Cụm cẩm thị phôi mới về. Kim cương đen nha mình. Mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này phôi mới về nhà mình nha, cây bầu đất riêng. Cái này chung cốt nha mình nha. Cái này có mã số là 582. Có số đo tổng hoành gốc là 75, cao là 50. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.200k bao ship nha mình nha. Cẩm thị phơi mới về. Bao sống nha mình yên tâm. À, liền cốt nha nhà mình. Cây rất là già luôn. Cây này một cốt nha. Này. Thân lắc này. Giờ mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 582, 1.200k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cây này phôi mới về nhà mình nha, tông cao, dáng trực nhà mình. Cây này có mã số là 583. Có số đo hoành gốc là 72, cây cao là 122. Cây đang nằm bầu đất rinh là 52 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2.300k bao ship nhà mình nha. Cẩm thị phôi mới về, tông cao một cốt nhà mình. Cây bầu đất rinh, bao sống nhà mình yên tâm. Chính giữa có hốc lũa nha mình nha, hốc lũa. Cây phôi mới về. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cây tầm cao. Rồi mã số 583. 2.300k bao ship. Cẩm thị một cốt tầm cao. Cây có cái hốc lũa nha mình. Hốc lũa nha. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây rất chi là già luôn. Cây này không có chung cốt nhưng mà cùng chung bầu đất nha mình nha, cũng khá là chắc chắn luôn. Cây sống khỏe rồi. Cây này có mã số 584, có số đo hoành gốc là 105, cây cao là 92. Cây đang nằm bầu đất rinh là 55 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.800k bao ship nha. Đây. Cái thằng đây nha mình là nó riêng nha. Nó tách trời nhưng mà cùng chung bầu đất. Cũng khá là chắc chắn nha mình. Đây, cắm cũng rất là khỏe rồi. Sống quá khỏe luôn. Này khô lũa nha mình nha. Cây này. Đây, rất là già luôn nha mình. Cây này về nhà mình lên cái chậu giam nó. Và vô dây định hình là tuyệt vời nha. Đây, mình thích thì mình tách cái thằng này ra thành một cũng rất là ok luôn. Tách ra. Tách ra một. Cây này một. Là được hai nha mình. Cũng rất ok nha.
cẩm thị kim cương đen. Rồi mã số 584, 1800 k bao ship cẩm thị kim cương đen. Cây quá là khỏe nha mình. Cây lọc lọc non chi đang đi này, rất là khỏe luôn. Quá là sung. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây lọc non nhìn rất là mát mắt luôn. Cây này liền cốt nha mình. Cây này có mã số 585. Có số đo hoành gốc là 65. Cây cao là 68. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1300k bao ship nha mình nha. Cẩm thị liền cốt. Đây. Cây rất chi là dài nha mình. Cây sống khỏe xanh tươi tốt rồi nha mình. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu và vô dây định hình là ok nha mình. Cây này liền cốt đều luôn. Cây rất là dài nha mình. Quá là sung luôn, nhà mình yên tâm. Rồi mã số 585, 1300k bao ship cẩm thị kim cương đen. Cẩm liền cốt nha. Cây rất là sung cây luôn. Xanh tươi luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình. Cây này một cốt nha mình nha. Cây rất là sung luôn. Cây này có mã số là 586. Có số đo hoành gốc là 50, cây cao là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 40 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1100k bao ship nha mình nha. Cây rất chi là dài nha mình. Lũ thép nha mình nha. Đây, cây lọc non này rất là sung luôn. Xanh tươi mát mắt luôn nha mình. Cây liền cốt nha mình. Chung cốt nha. Cây quá khỏe rồi. Rồi mã số 586, 1100k bao ship nha mình nha. Cẩm thị form thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị đã sống khỏe nha. Cô thiên nhiên luôn. Cây này có mã số là 587. Có số đo tổng hoành là 45, cao 46. Cao từ mặt chậu lên tới ngọn nha. Đang nằm chậu lọt lòng là 32. Nhà vườn xin giao lưu là 1500k bao ship luôn chậu. Chậu men xanh nha. Cây có lũ thép âm thân. Cây đã sống khỏe. Lá xanh tốt luôn nha. Mã số 587, 1500k bao ship luôn chậu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị hồ thiên nhiên dáng bạc phong nha. Cây này có mã số là 588. Tổng hoành của cây là 30. Chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn đây nha là 32. Đang nằm chậu lọt lòng là 23. Nhà vườn xin giao lưu 1200k bao ship luôn chậu. Chậu men xanh nha. Cây đang sống khỏe, lũ thép âm thân luôn, dáng bạc phong. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 588, 1200k bao ship luôn chậu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị hồ thiên nhiên nha. Cây đã sống khỏe luôn. Đang lên mầm rất là tốt luôn.
Cây này có mã số là 589. Có số đo tổng hình là 35. Chiều cao của cây là 50, đang nằm chậu lọt lòng là 30. Nhà vườn xin giao lưu 1.100k bao ship luôn chậu. Cây có lũ âm thân. Thân đen già luôn nha. Mã số 589, 1.100k bao ship. Nhà mình xem tham khảo ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo một cây cẩm thị phôn thiên nhiên nha. Cây đã sống khỏe luôn. Cây này có mã số là 590. Có số đo tổng hình là 50. Chiều cao là 40. Từ mặt chậu lên tới thân chính này nha. Đang nằm chậu lọt lòng là 32. Nhà vườn xin giao lưu 1.300k bao ship luôn chậu. Chậu men xanh nha. Cây có khóc lũ nè. Lũ âm thân. Rất là đẹp luôn nha. Cẩm thị hay còn gọi là kim cương đen. Mã số 590. 1.300k bao ship luôn chậu. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.